đều tụ họp và khu tự trị đã khu di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng. Nhân dịp này, với truyền thống ra mắt quỹ khuyến học họ Trần Danh, sau đây thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời cụ Trần Như Bốn thay mặt dòng họ lên phát biểu ý kiến. Kính thưa các cụ, ông các cụ bà và các bác cùng các cô các chú và các cháu có mặt của dòng họ, vừa rồi thì thầy giáo thầy đã trình bày bao nhiêu dòng họ để đã nói lên rồi. Hôm nay nhân dịp ngày lễ tổ thường xuyên như mọi năm, đồng thời cũng là một cái ngày được đón di tích lịch sử, chúng tôi thay mặt cho họ Trần, cho dòng họ nói chung và xin phép được tuyên bố và vận động những cái khuyến học truyền thống của dân tộc. Tôi xin bắt đầu. Một số quy ước về hoạt động của quỹ khuyến học họ Trần Danh. Khuyến học là truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc, là chính sách của quốc gia và đạo đức nghĩa tình của nhân dân Việt Nam. Ngày nay trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp vì lợi ích trăm năm trồng người, họ Trần Danh lập quỹ khuyến học nhằm góp phần nhỏ bé động viên con cháu học tập rèn luyện sớm trở thành con ngoan trò giỏi, thành người có ích cho xã hội. Đối tượng nhận phần thưởng: học sinh phổ thông đại học, học sinh giỏi toàn diện toàn giỏi bộ môn từ cấp huyện trở lên, sinh viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Hình thức gây quỹ khuyến học: dòng họ chính trích quỹ, họ Trần trích quỹ ban đầu là 1.000.000 đồng, vận động sự ủng hộ của con cháu có công đức, sự ủng hộ của các tổ chức kinh tế xã hội cùng các nhà hảo tâm và khách thập phương. Những người ủng hộ quỹ khuyến học được ghi trong sổ vàng danh dự của dòng họ. Việc sử dụng quỹ khuyến học phải đảm bảo các nguyên tắc sau: không bao giờ để quỹ khuyến học ít hơn số với mức vận động đóng góp ban đầu khi mới thành lập. Quỹ phải làm cho quỹ ngày càng phát triển. Quỹ khuyến học họ Trần Danh mong muốn nhận được những tấm lòng hảo tâm ủng hộ quỹ của mọi cá nhân, của các đoàn thể, các tổ chức, các kinh tế xã hội, mong các thế hệ con cháu cố gắng học tập rèn luyện đạo đức nối tiếp truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Mùa xuân năm Nhâm Ngọ 2002. Xin hết. Thay mặt các cụ trong dòng họ phát động và làm lễ ra mắt chính thức quỹ khuyến học họ Trần Danh nhằm động viên con cháu trong dòng họ nhà ta là làm sao ấy, các cháu là luôn luôn học giỏi, ngoan ngoãn và trở thành người có ích cho xã hội, và mong rằng là các chi họ của năm huyện chúng ta là chi họ nào
cũng có quý văn học để động viên các con em mình, chính con em mình học tập được tốt, thì con em mình học tập tốt thì chắc chắn là dòng họ người ta sẽ được phát huy các cái truyền thống của họ sẽ càng tốt. Một lần nữa thì kính chúc sức khỏe các cô, các ông, các bà cùng toàn thể dòng họ người ta đoàn kết, phấn đấu và phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, mãi mãi giữ vững cái dòng họ ta là một dòng họ lâu đời, một dòng họ có truyền thống lịch sử và văn hóa. Xin đấy ạ. Yeah!
Thank you.
Tỉnh Hà Tây được phép của các cấp có thẩm quyền hôm nay nhân kỷ niệm lần thứ 293 năm ngày sinh của Đông Các đại học sĩ Trần Danh Tiêu, Ủy ban nhân xã tổ chức lễ đón bằng di tích lịch sử văn hóa từ chỉ họ Trần Danh. Về dự với buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có bà Nguyễn Thị Giang, phó giám đốc bảo tàng và các đồng chí chuyên viên của phòng bảo tàng. Về lời phòng văn hóa thông tin, có ông Phùng Xuân Tý, trưởng phòng văn hóa thông tin và các đồng chí cán bộ chuyên môn xã, bí thư đảng ủy ông bà trong ủy ban nhân xã. Ở trong dòng họ Trần Danh đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các phòng ban của đại đức. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho dòng họ Trần Danh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa các vị quý khách. Kính thưa các cụ, tôn các bà, dòng họ. Lịch sử đã để lại cho làng giá, nên là xã Yên Sở, thuộc huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, một truyền thống văn hóa hết sức vẻ vang. Đại đô Nguyễn Chiêu Khánh, Đỗ Đệ Nhị, giác tiến sĩ, xuất thân khoa cửu chỉ thời nhà Mạc năm 1529. Hơn 200 năm sau, tại xóm Sa Đông lại xuất hiện một ngôi sao sáng, đó là Đông Các đại học sĩ, phượng lĩnh bá trụ quốc tiến sĩ Trần Danh Tiêu thời nhà Lê 1733. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị quý khách, cụ Trần Danh Tiêu vốn trước ở dòng họ Nguyễn Chí, có tên thật là Nguyễn Chí Tiêu, cụ theo học thầy Trần Hiền ở xã Vân Canh, vì cả lớp có 3 học trò. Đến 3 học trò đến trước đều mang họ Trần, nên cụ cũng được thầy chuyển cho cụ mang họ Trần. Khoa thi năm ấy, kỷ sửu năm 1733, cả năm thầy trò đều đỗ tiến sĩ nổi tiếng thời ấy là Ngũ Trần Đông Khoa tiến sĩ. Chi hội Nguyễn Huy ở Mai Đính, Thanh Oai, Hà Tây. Chi hội Nguyễn Hiếu ở Đoan Nữ, Mỹ Đức, Hà Tây. Chi hội Dương Nguyễn ở Đại Phẩm, Trương Mỹ, Hà Tây. Chi hội Nguyễn Trần ở Phường Trì, Đan Phượng, Hà Tây.
sang cho quê hương đất nước tôn thần họ Nguyễn Chí nói chung và chi hội Trần Thanh nói riêng. Dân là nghĩa sở dựng nên từ chỉ này vừa để thờ phụng vừa để lưu danh muôn thuở cho đời đời con cháu của làng Giá cũng như con cháu trong dòng họ của cụ nói gương và tập cụ cho của cụ Trần. Ngày nay lớp đất dân là nghĩa sở và dòng họ đã không ngừng phát huy tinh thần đấu vào các trường đại học. Năm 1996 có 18 cháu, năm 1997 có 25 cháu, năm 1998 có 19 cháu, năm 1999 có 21 cháu. Trên quê hương của cụ đã có 700 người có trình độ đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị quý khách, thật đây ra quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa của địa phương. Đây cũng chính là hôm nay Ủy ban nhân dân cùng dòng họ long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa từ chỉ Trần Thiên Tiêu. Thay mặt gia đình Hạnh Phúc xin chân thành cảm ơn. Di tích lịch sử văn hóa khu từ chỉ họ Trần đây được đón tiếp các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện về đường và các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện đại diện các ban ngành đoàn thể có lãng hoa xin tặng họ Trần, xin mời các đồng chí lãnh đạo và xin quyết kính mời ông Nguyễn Trần Liên Di sẽ lên nhận tức là lãng hoa tặng. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện Hoài Đức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và ban ngành đoàn thể xã Yên Sở, các đại biểu, khách quý, các xã bạn, kính thưa các vị cao tuổi, kính thưa các đại biểu đại diện cho các chi trong họ tộc Trần Thanh và toàn thể nhân dân. Hôm nay Ủy ban nhân dân xã Yên Sở và dòng họ Trần Thanh tổ chức lễ đón nhận bằng bảo vệ di tích từ chỉ Trần Thiên Tiêu. Thay mặt bảo tàng tổng hợp Hà Tây, tôi xin phép được tóm tắt giá trị lịch sử văn hóa khoa học của di tích từ chỉ Trần Thiên Tiêu. Kính thưa các quý vị đại biểu, Yên Sở là một làng quê văn vật nằm bên tả ngạn dòng sông Cổ, Áp Giang. Con sông đã đi vào đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Làng quê có lịch sử phát triển từ rất lâu đời, trù phú đông vui. Cùng với quá trình hình thành phát triển làng xã, các giá trị văn hóa dân tộc cũng dần dần được tích tụ hình thành từ thế hệ này qua thế hệ khác và tạo nên một nét riêng của văn hóa Việt Nam, đó là truyền thống. Từ khi họ Trần Thanh được xây dựng để thờ vị thầy thờ tổ dòng họ, danh nhân Trần Thanh Tiêu đã có nhiều cống hiến cho quê hương, cho đất nước. Theo gia phả của dòng họ được viết từ thời Lê Trần theo họ ngoại. Năm 15 tuổi ông đã trúng sinh đồ, sau đó ông nhập học với thầy Trần Hiền ở xã Vân Canh, cùng tổng cùng huyện. Năm Quý Sửu năm 1733, thầy trò cùng nhau đi thi đình và cùng đỗ tiến sĩ trong khoa thi đó. Trần Thanh Tiêu đã làm quan trải ba nương hiệu Long Đức, Vĩnh Hiệu, Cảnh Hưng. Tiến sĩ Trần Thanh Tiêu đã trải dài 43 năm. Trong thời gian ấy, ông đã làm tới cùng có nghi môn, bình phong, vệ thờ, đảng thờ, bia ký được xây dựng lộ thiên dưới bóng hàng rửa xanh yên nghệ thuật của thời Nguyễn với các đề tài những đường hồi văn cách điệu, hình ảnh tứ linh hay khoai sen, tứ quý. Sự tôn nghiêm của khu di tích cùng các kiến trúc hiện vật chứa được trong nó đã nói lên tấm lòng thành kính biết ơn của các thế hệ tụ họp về đây để ôn lại cống hiến của tiến sĩ, để tưởng nhớ công đức của vị quan thanh niên đặc đến kim tử Vinh Lộc đại phu Hàn Văn Việt thời kỳ vượt vững bá chủ quốc Trần Thanh Tiêu. Đặc biệt hơn, hôm nay là to lớn, từ nay từ chỉ Trần Thanh Tiêu không chỉ là của riêng dòng họ Trần Thanh, nó đã vượt qua không gian hàng hẹp của làng quê Yên Sở của dòng họ Trần Thanh để đóng góp phần làm phong phú nguồn di sản văn hóa vô giá của quê hương Hà Tây, góp phần vào việc cung cấp tư liệu cho việc nghiên cứu văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam, cho việc tìm hiểu quá trình phát triển của dòng họ của làng xã Việt Nam. Trong ngày quê hương hồ sơ họa từ chỉ Trần Thanh Tiêu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây phê duyệt bảo vệ
thao huyện Hoài Đức liên tập quyết định công nhận di tích lịch sử văn hóa từ chỉ họ tới đây. Tân, chúng tôi được phân công đọc công bố quyết định của Ủy ban dân tỉnh Hà Tây công nhận về việc bảo vệ di tích lịch sử văn hóa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây số 18 QĐUB Hà Đông ngày 8 tháng 1 năm 2002 quyết định về việc bảo vệ di tích lịch sử văn hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây căn cứ văn bản số 14 LCT HVNN ngày 14 tháng 4 năm 1984 của Hội đồng Nhà nước công bố pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh. Căn cứ nghị định số 288/HVBT ngày 31 tháng 12 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng lãnh đạo Chính phủ quy định về việc ban hành pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa danh văn hóa thông tin tỉnh Hà Tây về việc bảo vệ di tích cấp tỉnh. Quyết định điều 1 lãnh bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa sau đây có danh sách kèm theo. Tờ chỉ Trần Tây Tiêu, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Điều 2, Ủy ban nhân dân xã Yên Sở có di tích lịch sử trong điều 1 có trách nhiệm phòng ngừa ngăn chặn các loại hành động để làm ảnh hưởng tới di tích. Điều 3, đồng chí giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có di tích trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, ký thay chủ tịch, phó chủ tịch là Văn Lực. Chúng tôi đề nghị toàn thể các đại biểu, toàn thể nhân dân chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt Ủy ban nhân dân xã Yên Sở, tôi xin thông báo quyết định thành lập ban bảo vệ di tích lịch sử họ Trần Anh. Ủy ban nhân dân xã Yên Sở số 03 năm 2002 QĐUB Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Yên Sở ngày 5 tháng 3 năm 2002 quyết định về việc thành lập ban bảo vệ di tích lịch sử từ chỉ họ Trần Danh. Ủy ban nhân dân xã Yên Sở căn cứ vào luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân sửa đổi năm 1994. Thay mặt chi họ Trần Danh Yên Sở
chi hội Nguyễn Viên Mai Lĩnh, chi hội Nguyễn Viên Đoàn Lữ, chi hội Dương Nguyễn Đại Thuận, ngành Trần Như Yên Sở, Nguyễn Trần Đan Cường. Tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý và bà con lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc. Có trách nhiệm cao hơn nữa đối với dòng họ của mình, chẳng những là cống hiến cái sức lực của mình mà còn tham gia vào giáo dục các con, các cháu của chúng tôi làm sao để phát huy truyền thống của dòng họ Trần. Trước hết là đoàn kết, trước hết là tạo nên một cái sự dòng họ văn minh, văn hóa, cùng xây dựng quê hương, xây dựng địa phương. Thứ hai nữa là ngày càng có nhiều con cháu thành đạt, đóng góp được nhiều, cống hiến được nhiều cho đất nước, cho quê hương. Hôm nay nhân dịp ngày lễ tổ hàng năm của dòng họ Trần Danh, chị Yên Sở, Nguyễn Huy, chị Mai Lĩnh, Nguyễn Hữu, chị Đoàn Nữ, Dương Nguyễn, chị Đại Phẩm, Nguyễn Trần, Đan Phượng, rất vinh dự cho dòng họ được đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa, được đón tiếp các vị khách quý, quan khách và bà con ở các nơi về được cái dịp công nhận di tích lịch sử văn hóa này. Rất cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan đảng, chính quyền tỉnh Hà Tây, huyện Hoài Đức, huyện Trương Mỹ, huyện Mỹ Đức, huyện Đan Phượng, và cảm ơn Tổng cục Cảnh sát đã quan tâm giúp đỡ buổi lễ đón nhận bằng di tích lịch sử của dòng họ Trần Danh Yên Sở được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp các ngành.